Kể từ khi các nhà khảo cổ học công bố những phát hiện về dấu tích nền văn hóa thuộc sơ kỳ thời đại Đồng Thau và mối liên hệ về sự phát triển liên tục của các văn hóa Đồng Đậu, Gò Môn tương ứng với thời kỳ Tiền Hùng Vương và Hùng Vương dựng nước ở thôn Phùng Nguyên, thì vùng quê ven sông Hồng thuộc xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao đã khoác trên mình một chiếc áo lịch sử. Phát hiện ở Phùng Nguyên đã trở thành mốc mở đầu cho hàng loạt phát hiện để xác lập sự hiện diện của các nền văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Môn, Đông Sơn trong lịch sử dân tộc. Trong 3 lần khai quật đấy thì mỗi một lần là tìm được rất nhiều các cái đồ đá và nhiều cái di chỉ khác ở dưới đất, từ cái bàn xoay nặn đá rồi thì là cái nhẫn rồi cái vòng hạt, thì các cái nhà khảo cổ về mới đánh giá và thống nhất đây gọi là các cái văn hóa hậu kỳ đồ đá mới, nhưng mà thống nhất gọi là nền văn hóa Phùng Nguyên. Làm rõ hơn ý nghĩa này, Bí thư Đảng ủy xã Kinh Kệ, đồng chí Nguyễn Văn Hán cho biết. Xuất phát từ một cái địa phương lại có một cái khu di chỉ Phùng Nguyên có giá trị về mặt lịch sử, về mặt văn hóa, thì trong những năm qua Đảng bộ và chính quyền địa phương chúng tôi đã đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân gìn giữ cái khu di tích này, và đồng thời là cũng từ đó phát huy cái truyền thống của cái nôi của quê hương, chúng tôi đẩy mạnh cái phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Trên con đường bê tông thẳng tắp, hai bên là cánh đồng ngô đông đang trổ bắp, từ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã dẫn chúng tôi vào những con đường liên thôn đến thăm một số gia đình làm kinh tế giỏi. Tôi rất ấn tượng với giàn gốc gần 2.000 gốc, ao cá và đàn vịt gần 1.000 con của gia đình chị Nguyễn Thị Nguyên, một chủ trang trại ở khu 4, thôn Phùng Nguyên. Từ năm 2007, trên diện tích 6 mẫu được đấu thầu, gia đình chị đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng gần 300 triệu đồng để đầu tư vào mô hình kinh tế VAC, chăn nuôi lợn nái, lợn bột, vịt thương phẩm, thả cá, trồng rau màu. Người có tình với đất thì đất chẳng phụ người, sức lực và giọt mồ hôi bỏ ra đã được đền đáp. Đến nay, tổng thu nhập mỗi năm của gia đình chị đã có khoảng 200 triệu đồng, vốn vay ngân hàng đã trả hết mà vẫn dư tiền nuôi con ăn học, xây dựng nhà cửa khang trang. Với bản chất chịu khó, ham lao động, khi nhàn rỗi, chị Nguyên còn tất bật chạy chợ, gom góp thêm thu nhập cho gia đình. Chị Nguyên tâm sự, người làng quê mình ai cũng vậy cả, đều ham lao động, mong cải thiện cuộc sống cho gia đình, làm giàu cho quê hương. Tiếng máy xẻ gỗ, máy bào xè xè, tiếng đục đẽo gỗ từ xưởng gỗ của gia đình anh Nguyễn Văn Trường ở khu 3 dường như đã làm cho không khí lao động tại thôn Phùng Nguyên nhộn nhịp hơn. Với phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ đã từng được rèn luyện trong quân đội, anh Trường hồ hởi nói về nghề mộc, công việc sản xuất kinh doanh của mình cũng không quá vất vả để cải thiện đời sống. Từ nguồn nguyên liệu đặt mua ở Thanh Sơn, xưởng của anh đóng các mặt hàng mộc gia dụng bằng gỗ xoan, gỗ mít, gỗ mỡ, cung cấp cho thị trường trong huyện, mỗi năm thu lãi gần 70 triệu đồng. Cũng ở khu 3 thôn Phùng Nguyên, quá trình làm ăn của gia đình anh Nguyễn Xuân Vẩy cũng có nhiều gian truân. Cách đây ngót 20 năm, khởi nghiệp với số vốn chỉ có gần 1 triệu bạc, anh chị cậy cục vay ngân hàng và họ hàng đủ 6 triệu đồng để mua máy làm bún. Nghề làm bún khô tuy không cần nhiều vốn, thu nhập không cao lắm nhưng đã cuốn anh chị đến quên ăn, quên ngủ. Từ công việc làm bún khô, anh Bảy đã nuôi được 2 con ăn học đến nơi đến chốn, đời sống gia đình được cải thiện hơn. Không chỉ riêng gia đình chị Nguyên, anh Bảy, anh Trường, ở Phùng Nguyên đã xuất hiện nhiều gia đình làm kinh tế giỏi, đồng làng ba vụ nối nhau, giống mới và các tiến bộ kỹ thuật, canh tác đã tạo điều kiện để sản xuất nông nghiệp hàng hóa hình thành và phát triển. Vừa cận giang cận lộ mà thị cũng không xa, người Phùng Nguyên biết phát huy lợi thế để làm giàu. Bằng nỗ lực của người Phùng Nguyên, Kinh Kệ, một gương mặt nông thôn mới đang hiện diện trên vùng đất cổ. Xuân nay, Phùng Nguyên đang tạo thêm sức vóc mới cho mình trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.